Trí xin chào cả nhà. Hôm nay Trí tiếp tục quay lại để trả lời một số câu hỏi liên quan tới những cái vấn đề mà cô chú anh chị mình đặt ra trong thời gian gần đây. Thì anh chị mình cố gắng theo dõi để biết đâu là trường hợp vườn nhà mình cũng đang gặp phải và cách khắc phục như thế nào. Thì đây là đang phát cỏ cỏ chân đây cả nhà. Thì cái lưu ý đầu tiên của Trí đối với cô chú anh chị mà ở cái cà mà đang ở giai đoạn kiến thiết cơ bản như thế này. Thì cả nhà mình hãy cố gắng để cỏ nha để cỏ làm gì như trí đây để còn chỉ còn chỉ còn hai lượt cỏ nữa thôi là chúng ta đã bước vào mùa khô rồi thì hãy cố gắng để cỏ cao một tí chúng ta phát chúng ta đưa vào hố đưa vào hai lần như vậy là chúng ta đã có cỏ tủ trong hố cho cây cà đi vào mùa nắng thì như vậy thì cái đất ở dưới gốc cà nó không bị nóng thì cái rễ nó mới phát triển tốt thì cái cà nó mới xanh nguyên cả một cái mùa khô được cả hai nhà ha là cái nhất câu hỏi thứ nhất như vậy cái thứ hai nữa là cái cà này là cà trí tái canh hoàn toàn nha cả trái tái canh cả nhà cả từ năm 95 tái canh lại mới năm vừa rồi thì chỉ có humic với tí phân lân thôi và sau đó là cứ npk phân cá humic và đi đi, đi như thế. thôi chứ không có gì hết đó mà cái cái vườn nó ổn định như thế này thì anh cô chú anh chị mình có thể tham khảo và áp dụng một câu hỏi nữa là cô chú anh chị mình đặt ra rất nhiều và rầu rất nhiều trong thời gian vừa rồi có nghĩa là cái cây cà chúng ta sau khi trồng ra ngoài ra vườn á mặc dù ở trong vườn ươm nó cực kỳ đẹp nhưng mà trồng ra là nó bạc nó trắng nó vàng hết có nghĩa nhìn cái cà nó không có đi đọt hoặc là sau một tháng hai tháng trồng thì nó vẫn cứ đứng im như vậy nó vàng thì cái này á, trí sẽ có cái vấn đề chia sẻ như thế này nguyên nhân chính là khi cây mà ở trong vườn ươm họ chăm phân bón rất là kỹ dẫn tới là chúng ta để ý là khi chúng ta đi vào vườn ươm chúng ta mua cái cây thực sinh là cái lắm nó dài 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 như thế này là chúng ta không nên mua mà hầu như là nông dân chúng ta thấy cây nào to dài bậm là chúng ta mua thật ra cái đó là đi phân rất là nhiều khi phân bón lá chúng ta phun lên nhiều á thì dẫn tới cái lá này làm thay chức năng của rễ là nó hấp thụ phân bón luôn rễ bây giờ chỉ có cái việc lấy nước mà nước tưới liên tục do đó là cây nó dư dinh dưỡng bộ rễ nó không phát triển mà khi chúng ta mang về trồng mà chúng ta mang ra chúng ta trồng ngoài đất có nghĩa là chúng ta thay đổi lại toàn bộ cái cái nhịp sống của nó có nghĩa dẫn tới nó bị rối loạn rối loạn chuyển hóa rối loạn hấp thụ dinh dưỡng dẫn tới một cái điều rằng bộ rễ nó không lấy được phân bón nó không lấy được phân bón dẫn tới là nó ăn lại cái màu xanh ở trên lá cả nhà à, ăn lại màu xanh lá dẫn để làm gì để nó cân bằng lại cái dinh dưỡng ở trong cây do đó là cái cây chúng ta thấy biểu hiện là thường là trắng bạc lá hoặc là bị vàng nếu mà trong trường hợp cả nhà mình ra tiệm thì chắc chắn là trí nói với nhà mình là tương đương là sẽ bị thứ nhất dồn một đống tiền mua thuốc trị tuyến trùng cứ nói tuyến trùng rễ không phát triển cái thứ hai nói thiếu vi lượng à, chúng ta mất một đống hai tiền, hai loại tiền nhưng mà nó không có hiệu quả cái phục hồi duy nhất mà hiệu quả nhất đối với cái trường hợp này à, thì nguyên nhân chúng ta biết rồi bây giờ cách khắc phục chỉ có rơm rác tủ vào trong góc này nè để cho cái đất nó sốt lên nó đưa oxy xuống trong trường hợp chúng ta trồng xuống mà chúng ta nén thì bộ rễ không phát triển thì nó cũng xảy ra trường hợp đó cả nhà chúng ta đưa rơm đưa rác vào làm mát đất này xốp đất lên này cái thứ hai ở trên lá này cả nhà à, sử dụng cái antonic cho trí nhé cái atonic là một cái cái phân bón lá mà nó rất nhiều chức năng vừa kích thích ra rễ này vì nó có thành phần iaa để kích thích ra rễ cái thứ hai nó có đạm lân kali hữu cơ thì nó sẽ bổ sung cái thức ăn cái thứ ba nó cũng là cái có cái sản phẩm humic ở trong đó hoặc là các sản phẩm mà phân bón lá hữu cơ đều có thành phần humic thì anh chị mình nói ông này quảng cáo humic kệ nhưng mà nó là làm cái việc mà phục hồi cho cây cà phê và cây trồng chúng ta quá tuyệt vời luôn cả nhà thì mắc gì không giới thiệu cho mọi người để dùng do đó khi mà chúng ta thấy ở cái vườn cây mà cái vườn cây chúng ta bị cái trường hợp như vậy là chúng ta đoán ngay vì nó đang gặp vấn đề ở trong rối loạn với dinh dưỡng ở trong cơ thể nó hoặc là chúng ta nhiều thấy khi chúng ta thấy ở trên cây nó xuất hiện rất nhiều đốm 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 này đốm. gọi là đốm mắt cua là do rối loạn dinh dưỡng. À chúng ta chỉ cần bổ sung à, à, a Ok rồi, chỉ cần atonic thôi cả nhà. Thì 10 ngày phun một lần. À, sau đó sau phun hai lần cái là chúng ta kết hợp chúng ta nhử phân NPK dưới gốc để làm gì? Để cho nó kéo rễ ra. Chứ chúng ta phun nhiều quá nó ăn trên lá nó lại nó quay về lại chức năng cũ. À, chúng ta nhử rễ, đẩy rễ ra, đồng thời chúng ta cho ăn dưới gốc. Thế là ok, vi vu thôi. Đó là cách đơn giản nhất mà Trí nói là không phải tốn một cái gì hết. Đừng có chúng ta phải hiểu vấn đề. cả nhà. Ở đây cả nhà mình thấy đợt trước là Trí quay clip cách đây 2 tuần là khi bắt đầu vô phân cá là cái ngọn cây cà phê nó chui xuống dưới không? Nó chui xuống dưới có nghĩa là cây đang đuối bây giờ nó ngọn nó chui lên trên rồi này. Đấy cả nhà mình thấy hay không? Đó chúng ta hiểu hiểu cây trồng rồi thì chúng ta chăm rất là nhàn. À, khi mà nó biểu hiện trên cây vì nó không biết nói, nó không nói được thì nó biểu hiện qua hình thái và đặc điểm hình thái của cây thì chúng ta căn cứ vào đặc điểm hình thái nhận dạng đó chúng ta có cái cách điều tiết thôi cả nhà rất là tuyệt vời rất là hay luôn một cái câu hỏi nữa mà cô chú anh chị mình hay gặp và trên vườn mình hay gặp là cái cây cà phê nó đang đi phà 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 đẹp như vậy thì nhưng khựng vàng lại nó đứng một thời gian rất là dài thì nguyên nhân như thế nào thực tế là bình bình ban đầu á là cái cây chúng ta rất là đẹp rất là tốt sau đó một thời gian á là nó sẽ bị vàng nó bị khựng vàng thì nguyên nhân đó chính là do bị tuyến trùng kết hợp bị bệnh thối rễ cái nấm fusarium ở dưới gốc nó kết hợp với con tuyến trùng khi con tuyến trùng nó cắn cái rễ để nó chui vào à, thì đồng thời là cái vết thương đó nó bị ngập nước rồi nấm fusarium nó đi vào thì nó dẫn tới bị vàng cả nhà thì trường hợp này đơn giản cả nhà mình sử dụng tevigo à, cộng với Ridomin đánh xuống đánh xuống 10 ngày sau tủ cỏ lại kết hợp à, humic với NPK hoặc là các phân bón bio dạng hữu cơ rải xuống 15 đến 20 ngày sau phụt đọt đi lại xanh lại đây ok đơn giản không có đừng phun thuốc chỉ nói đừng phun thuốc phun thuốc nó càng nóng đây cái rối loạn chuyển hóa do bộ rễ nó không thấy được dinh dưỡng tất cả nguyên nhân chính đây là cái biểu hiện trên ở trên cây vàng có nghĩa là do bộ phận hấp thụ dinh dưỡng ở dưới có vấn đề chúng ta xử lý bộ rễ ở dưới không cần phun ở trên này nếu ở trên này chúng ta chủ yếu phun bổ sung phân bón lá để nó cân bằng lại cái dinh dưỡng giúp cho cây ổn định cây càng xanh thì ra rễ càng mạnh rồi ok vậy thôi một câu hỏi nữa cô chú anh chị mình hỏi rất nhiều đó là giai đoạn này còn mấy nước phân nữa và phân đó là vô những loại phân nào thì trí có cái trả lời với cô chú anh chị mình như sau thì cả nhà mình hình dung cho trí như thế này phân bón là một cái tín hiệu cái tín hiệu mà mong muốn của con người chuyển vào trong cây trồng khi chúng ta đưa đạm vào cây nó nhận được đạm thì nó phát độc đi ngọn vì cái đặc điểm của đạm như vậy nếu mà chúng ta muốn cái cây nó chín phân hóa màu hoa thì chúng ta đưa kali đưa lân vào hoặc là muốn nó chín sớm chúng ta đưa kali vào cao hơn đạm có nghĩa đó là những cái tín hiệu mà chúng ta mong muốn trên cái cây trồng như vậy cái nhà mình mong muốn cây cà phê chín sớm hay chín muộn là chúng ta cân bằng cái thành phần dinh dưỡng đạm lân kali đưa vào trong cây để nó nhận tín hiệu đạm cao nó nhận tín hiệu vẫn đi ngọt vẫn làm cho trái xanh nếu nhà mình đi kali cao đó là tín hiệu chín nhanh làm hoa sớm cho tôi đó là cái cách mà chúng ta nhân dạng chúng ta đi vào thì căn và căn cứ vào cái đặc điểm của cây trồng của chúng ta hiện nay thì chúng ta xem lại thử coi cái cây nhà mình đang ở trạng thái nào Chúng ta mong muốn nó chín hay chưa Chúng ta mong muốn có hoa hay chưa Hay là vẫn cho nó một cái màu xanh Để tiếp tục phát triển cành nhánh Thì chúng ta chọn cái công thức phân Cho phù hợp Đối với những cái vùng cà phê ở Trồng trên đất cát hoặc đất xám Thì uh, Trí khuyên cả nhà mình hiện tại này Vẫn vô cho Trí trong tháng 9 này Vô một nước phân NPK có đạm cao Vì ở vùng đất cát Trí như ba uh, clip liên quan đến Chủ đề cà phê trên đất cát Trí đã phân tích rất kỹ rồi vì trên đất cát nó có một cái thuận lợi là cái cường độ ánh sáng nó cực kỳ mạnh do đó cái cây hô hấp rất quang hợp và hô hấp rất là mạnh do đó chúng ta buộc phải đi đạm cao để mà duy trì lại có nghĩa là tùy theo điều kiện thời tiết mà chúng ta có một cái cách vô phân à, vô cái cân bằng lại để nó cân bằng đó là cái mối tương quan giữa cây trồng với môi trường cái này là một cái chủ đề một cái chủ đề rất hay rất khó cả nhà ha đó là mối tương quan giữa cây trồng hoặc là mối liên hệ giữa cây trồng và môi trường nếu mà cô chú anh chị mình tìm hiểu cái chủ đề này mà thông thuộc cái chủ đề này mà thì làm cà phê hay làm cái gì nó cũng trúng hết á thì quay trở lại cái câu hỏi mà bây giờ chúng ta còn mấy nước phân nữa thì trí khuyên cả nhà mình chuẩn bị cho trí hai nước phân, một cái nước phân là có hàm lượng đạm kali à, với đạm bằng nhau hoặc là kali cao hơn một chút tùy thuộc vào. nếu mà cái vườn cà phê cô chú anh chị mà đang cái màu xanh rất là tốt, cây đi ngọn tốt thì chúng ta sử dụng nha, cây rất là xanh thì chúng ta có thể sử dụng công thức phân là 17 7 17 hoặc là 17 7 19 để vô à, giúp cho cái quả cà phê nó giảm nó làm chậm lại quá trình à, xanh có nghĩa là bắt đầu chúng ta đi bắt đầu chuyển cây cây chuyển sang cái trạng thái là chín và phân hóa mầm hoa đó cả nhà đó là cái nước phân thứ nhất còn cái nước phân thứ hai là giáp giai đoạn thu hoạch hoặc là sau khi thu hoạch cả nhà mình vô một cái nước phân cho trí cái nước phân sau thu hoạch cả nhà mình ưu tiên nha trước hoặc là sau thu hoạch cái nước phân thứ hai á là nước phân cuối á là nhà mình ưu tiên chọn cho trí là cái phân hữu cơ hoặc là đạm xô hoặc là đạm cá cái nước phân này cả nhà mình hãy cố gắng dự trữ để tới lúc đó cả nhà mình bón thì cái hiệu quả cái số tiền mang lại từ cái nước phân cuối này nó nhiều 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 lắm nhiều có thể nói nhiều nhất cái tỷ suất lợi nhuận của cái nước phân cuối này là có thể nói là nhiều nhất ở trong năm bởi vì sau khi thu hoạch hoặc là gần khi thu hoạch hái xong một phát là cái cây nó ở trạng thái nghỉ ngơi nên toàn bộ cái phân chúng ta bón vào cái giai đoạn gần thu hoạch hoặc sau khi thu hoạch là nó đi thêm cái cành nhánh này đi thêm một cái cơi ngọn cứ bình quân một cây ngọn là nhà mình sẽ có một cái chùm bông nha một cái chùm bông thì khoảng ba vì cái chùm bông phân hóa mầm hoa cái giai đoạn đó nó cực kỳ tuyệt vời à hoa tốt ánh sáng đầy đủ năng lượng đầy đủ sức khỏe đầy đủ nên thông thường cái chùm bông ở bên ngoài này là cái chùm bông mà có cái số quả nhiều nhất nhà mình cứ nghĩ nếu không vô bông không vô cái nước phân lực cuối thì nó chỉ đi được khoảng 4 cây ngọt bốn năm cơi ngọn nữa nhưng mà vô phân Trí bảo đảm nhà mình nó sẽ đi được 8 cây ngọn Vậy cứ mỗi 3 cây ngọn tăng thêm như vậy Của một cái cây như thế này Thì cả nhà mình thấy năng suất nó tăng cực kỳ lớn Chứ không về đơn giản đâu Cái nước phân đó rất là quan trọng luôn Và một điều rất là quan trọng lưu ý trong cái giai đoạn này đó là cái cây cà phê chúng ta đang bước vào một cái chu kỳ thứ hai, một cái đợt thứ hai mà nó rút dinh dưỡng trên cây mẹ. Do đó cả nhà mình phải đảm bảo cho trí một cái công thức có phân đạm cao. Ít nhất là nó tương đương với đạm chứ đừng suy nghĩ là sẽ bón phân cá thay phân à, hóa học của giai đoạn này nha cả nhà. Tuyệt đối giai đoạn này dừng, dừng phân cá nếu cô chú anh chị mình không bón đủ cái lượng 1 lít cho 5 cây thì chúng ta dừng hoàn toàn luôn, không bón phân cá, chỉ bón hóa học. Phân cá nó như thế này cả nhà, thực sự là trí đã nhận được ít nhất là 5 cái lời đề nghị hỗ trợ. Mà rất là đau xót, có nghĩa là cả nhà mình cứ nghe người ta quảng cáo là cứ 1 lít pha được 800 lít nước xong được cái tưới khí thế vô. Thực ra cái lượng đó cả nhà mình nó còn loãng hơn cả nấu một lon gạo cho thành cháo cho 100 người hút. Chúng ta đang bón phân cái kiểu đó, do đó chúng ta bón phân cái phân cá nó cực kỳ tai hại. Nếu chúng ta bón một lít phân cá hòa nước bón 7 cây. Ok. Chấp nhận là vì cái lượng đó có thể giúp cho cây ăn khoảng 15 đến 20 ngày. Ở trong giai đoạn này. Còn mà nếu trong trường hợp cả nhà mình xác định là một lít mà bón 10 cây hoặc 15 cây mà xác định để thay một lượt phân NPK thì thôi. Đừng, đừng trí khuyên, đừng luôn. Cái cây cả nhà mình sẽ sập rất là nhanh bởi vì cái giai đoạn này, cái nhân nó bắt đầu chắc. Ấy. Toàn bộ cái màu xanh này này, nó sẽ rút, nó đi vào, nó đi vào trong nhân. Mà đạm không có dẫn tới gì? Cây tụt mất màu, đứng ngọn trong vòng 15 ngày. 15 ngày là cái cây nó đứng ngọn, nó vàng luôn. Và khi vào đi vào mùa nắng là cái cây cả mình sập trăm phần trăm vì năm nay năng suất nó tương đối lớn thì cả nhà mình lưu ý cho trí như vậy ờ, nếu mà bón được một lít phân cá cho bảy năm đến bảy cây thì nên bón để thay một lượng hóa học còn không thì dừng phân cá lại cái phân cá đó hãy để im đó chuyển sang giai đoạn sau khi thu hoạch hoặc là sắp thu hoạch vẫn còn mưa chúng ta tiến hành xịt cộng với humic chúng ta xịt dưới gốc cái cây cà phê chúng ta đẹp phân bón đúng nhưng chúng ta bón đúng hay sai còn đối với Trí thì chắc còn phải ba nước phân nữa cả nhà à, Trí bón rất là ít nhưng mà Trí chia rất là nhiều cái lượt Đây cả nhà mình thấy còn 4 phi phân cá 4 phi phân cá đây là chia hai phi này cho hai nước phân cho cà lớn hai phi này là hai nước phân cho cà nhỏ Và mỗi bên vẫn còn một cái nước phân hóa học đang để trong nhà nữa Thì cho ăn như vậy thì cái cây lúc nào nó cũng đi cơi ngọn đều như vậy Trái nó lớn đều như vậy tránh trường hợp bị giật cục À, nó chỉ là đơn giản vậy thôi cả nhà. Luôn luôn lúc nào cũng kèm humic nhà mình sợ là bón nói nhiều người nói là bón humic trong mùa mưa không được. À, mùa mưa giai đoạn mưa dầm này nhà nhà mình hạn chế bón phân cá thôi. Bởi vì phân cá dạng nước mà mưa dầm nhiều nước rồi thì bón phân cá nữa thì cái hiệu quả sử dụng phân bón nó không cao thôi cả nhà. Chứ không phải gì cả. Chứ chúng ta phải khi mà chúng ta tiếp cận một cái thông tin phải cố gắng là à, phải phân loại cái thông tin đó đúng hay sai. Nữa cả nhà nhé.